Lily mến chào các anh chị. Hôm nay Lily lại chia sẻ 4 sản phẩm mà Lily hiện đang dùng để bảo vệ sức khỏe chủ động cho chính bản thân Lily và cả gia đình Lily và những người thân, người bác, cha mẹ lớn tuổi trong gia đình Lily. Thì trước tiên Lily rất là muốn chia sẻ với cả nhà cái loại nước gấc gọi là G3, nước gấc G3 này, người ta gọi là gấc super fruit blend. Ok, là giống như là những anh chị đã dùng qua rồi, nó có những cái hiệu quả là làm cho chúng ta được tăng đề kháng này, cho những ai bị dị ứng và nhất là cho ai bị asthma, là bị suyễn đó. Uống vô là nó sẽ đỡ, bởi vì Lily chia sẻ, bởi vì Lily đã cho con trai của Lily uống. Con trai của Lily gần được 4 tuổi thì bị suyễn và mùa đông rất là nặng. Lily cho bé uống khoảng 15-20ml thôi. Thì Lily pha với nước cam đó. Bé rất là kén cho nên Lily đút bằng thìa cho bé. Thì khoảng 3 tuần nay thấy là bé đỡ bệnh, cảm lặt vặt và cái suyễn nó cũng nhẹ đi, và thấy da dẻ của bé, Michael của nhà Lily cũng rất là hồng hào. Và bác ruột của Lily và ba mẹ của Lily cũng đang uống cái loại nước gấc này, là gọi là nước from heaven, là một loại nước rất là tốt, từ heaven có nghĩa là trên, nước của thiên đường ha, chắc là dành cho vua chúa hồi xưa nên người ta dùng cái câu đó. Thì Lily rất là thích cái loại này. Chính bản thân Lily cũng uống, sáng uống 30ml sau khi ăn và chiều uống 30ml sau khi ăn. Còn cho những ai bận á thì uống 60ml và buổi sáng sau khi ăn cũng được. Thế đây, Lily bỏ vô đây là 60ml nước G3 nha. Uống nè. Nó ngọt, đậm đà, rất là ngon luôn đó. Thấy không? Cheers nè, cheers to good health ha. Những ai muốn chăm sóc sức khỏe chủ động thì theo Lily nha. Nè, đã lắm luôn đó. Và chính ba của Lily, mẹ của Lily cũng nói là thấy khỏe, cơ thể nó khỏe hơn, tại vì nó giúp tăng đề kháng đó. Và cái bộ thứ hai mà Lily chia sẻ để cho giúp chúng ta có xương, cho chúng ta xương cứng đó, bởi vì người Việt của chúng ta rất là ít uống sữa, không có đủ chất calcium, chất canxi trong người đó. Và cái xương của chúng ta bị lớn, là lớn tuổi sau 40 năm, mới 60 á, là mình thiếu cái chất vitamin D, là chất ánh nắng đó, ra ngoài nắng ít á, là thiếu cái chất đó. Thì đây, cái là loại dược thảo gọi là white span ha, thì chuyên môn hỗ trợ cho xương này, và gọi là mẹ của các loại dược thảo để bảo vệ và cho cơ thể mình được bổ dưỡng. Có rất là nhiều vitamin trong đây đó, thì thành phần vitamin trong đây các anh chị có thể tìm hiểu thêm. Thì cái bộ này và collagen ha đi chung với nhau. Lần trước Lily đã chia sẻ rồi là Beauty Focus Collagen này đó, là nó giúp chúng ta được xương khớp cứng này, rồi giúp cho tóc, cho da, cho bảo vệ làn da của chúng ta nữa đó. Thì cái bộ này là đặc biệt là rất tốt cho xương, nhất là các mẹ bỉm nha. Sau khi chúng ta sanh một đứa con thôi thì các nhà khoa học của Nuskin nói là chúng ta mất cái density, là cái độ chắc của xương của chúng ta là mất 5 năm. Mà Lily là sanh 3 đứa con thì coi như là 15 năm cái độ density của mình nó giảm đi, nó bớt đi, rồi sau này mình không có hỗ trợ ngay bây giờ thì sau này xương của mình nó sẽ bị mòn, rồi bị xốp, nó rất là dễ gãy ha. Và cái loại dược thảo cuối cùng mà Lily chia sẻ đó tên là Cordyceps S4. Thì cái loại này là cũng là các loại dược thực, dược thảo ha, nhưng mà nó có những cái vitamin và có chuyên môn là cho những ai đã bị COVID ha. Sau COVID thì các bác sĩ và các chuyên khoa người ta nói là cái phổi của mình nó bị ảnh hưởng rất là nặng. Mình sẽ cảm thấy mệt mỏi nhiều, mình thở rất khó sau khi bị COVID đó. Thì cái loại đặc biệt này là Cordyceps CS4, nó gọi là Stamina Boost, Promote Vitality and Stamina đó, đặc biệt cho những người bị sau COVID để hỗ trợ. Thì Lily xin chào và tạm biệt các bạn. Các bạn inbox cho Lily nha. Bye.